cùng mình khám phá Google Earth, tìm thấy những thứ bí ẩn. Phần 36. Đầu tiên chính là một điều tuyệt vời khi trên bản đồ toàn tiếng Nga thì lại có ba từ quen thuộc là Hồ Chí Minh. Và sự thật là nhà nước Xô Viết đã cho xây dựng bức tượng của Bác ngay giữa lòng thủ đô Moscow của nước Nga nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ghi ơn những công lao to lớn mà Bác đã làm. Và thứ hai là một người đang giơ cao ngón trỏ đứng tại bến cảng Pythagorean của Hy Lạp. Đây chính là thiên tài toán học Pythagore. Ông đã dẫn lối cho nền toán học với học thuyết Pythagore khiến cho các bạn trẻ phải vò đầu bứt tóc.